Nhìn chung, các địa phương đã khống chế tốt các ổ dịch, không để lây lan rộng và không lây bệnh sang người. Mức độ thiệt hại cho ngành chăn nuôi gia cầm không đáng kể. Đây là nhận định được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Hà Nội. Theo Cục Thú y, cho đến thời điểm này của năm 2016, cả nước không có dịch lở mồm long móng, cũng không có dịch cúm gia cầm. Các ổ dịch chỉ xuất hiện rải rác tại một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nhưng được các địa phương phát hiện, xử lý kịp thời. Riêng đối với thủy sản, dịch bệnh trên tôm đã bị thiệt hại tăng gần 17%, nhưng tổng thiệt hại do bệnh lại giảm gần 41% so với năm 2015. Trong năm 2016, Cục đã ban hành 135 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, với tổng số tiền gần 5 triệu 800 nghìn tỷ đồng. So với năm ngoái, số quyết định xử phạt vi phạm hành chính tăng 46 quyết định. Đây có lẽ là lĩnh vực nổi cộm nhất của Cục trong thời gian qua. 2017 là có kế hoạch trong cái việc quản lý chặt chẽ cái việc nhập khẩu nguyên liệu kháng sinh để sản xuất trong nước, rồi quản lý chặt chẽ cái việc sản xuất kháng sinh. Và những sản xuất kháng sinh này chỉ được phép sản xuất ở trên những nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP. Thế và cái việc buôn bán và sử dụng kháng sinh cũng được tăng cường. Để sớm xây dựng và hoàn thiện hồ sơ trình ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm động vật, trong năm 2017, Cục Thú y sẽ khẩn trương và sớm hoàn thiện dự thảo nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc thú y và kiểm định chất lượng thuốc thú y lưu hành trên thị trường. Theo khảo sát của trường Trung học phổ thông Phúc Lợi ở Hà Nội, trong tổng số 300 học sinh lớp 12 thì có rất ít em đăng ký thi cả hai bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Lý giải về vấn đề này, đại diện nhà trường cho rằng chủ trương mở rộng cơ hội cho học sinh là tốt.